Tốc độ đô thị hóa nhanh trong thời gian qua cũng kéo theo nhiều sự cố công trình lân cận trong quá trình xây dựng, ảnh hưởng đến các hộ dân liền kề ngày càng xảy ra nhiều hơn. Không chỉ các công trình lớn mới xảy ra sự cố mà nhiều công trình riêng lẻ cũng vậy. Tại Hà Nội mới đây, một công trình vừa mới thi công không lâu cũng đã làm nhà người dân ở lân cận nứt lún nghiêm trọng, khiến nhiều người lo lắng. Nền nhà, tường nhà loang lổ những vết nứt. Cả một phần nền nhà đổ nghiêng khiến một mảng tường rách toác, tách rời hẳn với nền nhà. Đây là tình trạng của căn nhà số 16, ngõ 295 phố Bạch Mai, Hà Nội, kể từ khi công trình xây dựng ngay cạnh nhà bắt đầu thi công. Khi nó múc đất đi thì là nó moi sâu xuống, bắt đầu cái nhà tôi bắt đầu nó phồng lên. Phòng lên sau nó bắt đầu nó nhồi cái bê tông vào, bao nhiêu mấy trăm cái cột bê tông nó nhồi vào, như thế thì bắt đầu nhà tôi bắt đầu nó mới sụt móng, là các cái cửa cứ nhà cứ đứt dần, cửa coi như cứng lại không thể nào mà đóng được nữa. Nó càng ngày nó càng lở to lắm. Tôi bảo tôi chết ở cái nhà này, nó đổ đến nơi rồi, nguy hiểm lắm, mà tôi lại chính cái chỗ tôi nằm ở đây. Cùng chung móng với căn nhà số 16, nhà số 18 cũng trong tình trạng tương tự. Công trình xây dựng của gia đình bà Trần Minh Hà dự kiến gồm 6 tầng, một tum, một lửng và một tầng hầm. Bắt đầu thi công từ cuối tháng 3 năm 2018. Cũng từ đó, những hộ dân xung quanh phải sống chung với những mảng tường nứt vỡ. Kèm với đó là nỗi lo nhà đổ sập bất cứ lúc nào. Công trình xây dựng này là xây dựng ở cuối tháng 3. Thế mà ảnh hưởng đến là nhà em tôi, xong rồi đến nhà tôi là nó nứt hết cả chung quanh đấy. Cái thứ hai nữa là nhà tôi, đây là chung móng, tức là nếu mà cái nhà lên là nhà lại cũng đổ. Tại hiện trường thi công, mảng tường nứt của ngôi nhà bên cạnh có thể quan sát dễ dàng ngay dưới những xà chấn tạm bợ. Thời điểm sáng ngày 3 tháng 5, việc thi công vẫn diễn ra bình thường, cho đến khi có phóng viên xuất hiện. Và các anh chưa được bên chủ đầu tư nói là ngưng đâu đúng không? Chưa. Vẫn làm bình thường đúng không ạ? Từ sáng đến giờ vẫn làm đúng không? Làm bình thường. Nói bảo ngưng. Tuy nhiên, những gì phóng viên ghi nhận được trái ngược hẳn với thông tin từ chính quyền sở tại. Đại diện Ủy ban Nhân dân phường Bạch Mai cho biết đã tiếp nhận đơn thư phản ánh của người dân và thời điểm đó đã yêu cầu đình chỉ thi công để khắc phục sự cố. Thì cái trường hợp của cái nhà số 8 số 4 ngõ 295 Bạch Mai xây dựng ấy, thì theo cái trình tự thủ tục thì hiện giờ Ủy ban phường đã tiếp nhận và cũng đã làm theo đúng quy trình. Ủy ban phường cũng đã chỉ đạo bên tổ thanh tra xây dựng phường ra xuống và cũng có cái biện pháp yêu cầu tạm dừng thi công để hai bên thỏa thuận theo cái mục 39 đấy. Thế nhưng nếu đúng theo quy định của pháp luật, sau khi nhận đơn thư phản ánh của người dân, trách nhiệm của phường là xuống hiện trường ghi nhận thực tế, lập biên bản, sau đó báo cáo lên thanh tra xây dựng thuộc sở xây dựng. Thì nhà tôi đến bên bây giờ thì con tôi đã đưa thư, đưa gửi đơn lên phường rồi. Từ mấy đến giờ thì phường đã đến gặp nhà mình? Chưa có ai đến cả, chưa có ai đến. Tôi yêu cầu là cứ dừng cái thi công đấy đi, khi nào ổn định xong bắt đầu mới được thi công. Và khi những vết nứt toác chưa có dấu hiệu dừng lại, nỗi lo những ngôi nhà có thể đổ sập bất cứ lúc nào vẫn cứ canh cánh trong lòng người dân, bởi công trình xây dựng bên cạnh vẫn chưa dừng thi công.